Nga tiếp tục chiến thuật cối xây thịt tại Kursk. Tên lửa Nga hủy diệt trụ sở cảnh sát tại Kakhov. Ukraine chặn đứng Nga tại Yar, Torres. Ukraine giải mìn chưa từng có tại Selidovo. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh youtube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tiếp tục chiến thuật cối xây thịt tại Kursk. Tờ Ukraine Farm vừa dẫn lời người phát ngôn của nhóm quân Sivak, Vadim Misny cho biết, trên vùng lãnh thổ Kursk, quân Nga đang tiếp tục theo đuổi chiến thuật tàn bạo là tấn công theo dạng cối xây thịt và thậm chí là không tiếc nhân lực để giành đất. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục đột kích Kursk, đây là nơi quân đội Nga tiếp tục nhiều lực lượng, hỏa lực và trang thiết bị nhất so với các hướng tấn công khác. Họ đang sử dụng chiến thuật tấn công theo kiểu cối xây thịt, nhưng điều này không làm thay đổi cục diện, ông Misny cho biết. Theo người phát ngôn, ngay sau khi lực lượng phòng vệ Ukraine phá hủy trang thiết bị của Nga, quân Nga tiếp tục tấn công bằng cách sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ. Trong ngày qua, chúng tôi đã quan sát thấy cường độ pháo kích giảm, đặc biệt là ở các khu vực biên giới. Quân Nga đã bắn 69 lần, chúng tôi đã thấy 259 vụ nổ. Đây là các khu định cư dọc theo toàn bộ biên giới có thuốc nổ được thả từ UAV, máy bay không người lái FPV và cả bom lượn KAB ở khu vực Sumi. Trong ngày qua thật không may, chúng tôi đã có hai thường dân bị thương, nhiều ngôi nhà, cơ sở và thành phố, trang trại tư nhân bị hư hại, người phát ngôn nói thêm. Ông lưu ý rằng không có dấu hiệu nào cho thấy một nhóm tấn công của Nga đã được thành lập trên biên giới, nhưng một số nhóm phá hoại vẫn đang hoạt động. Tên lửa Nga hủy diệt trụ sở cảnh sát tại Kakhov Kênh RT dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tấn công một tòa nhà cảnh sát ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kakhov vào ngày mùng 1 tháng 11, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, một tên lửa S-400 của Nga đã bắn trúng một cơ sở không xác định có cảnh sát. Một đại tá cảnh sát 43 tuổi đã thiệt mạng, trong khi 30 cảnh sát, một nhân viên cứu hộ tuyến đầu và 9 thường dân đã bị thương, bộ này cho biết. Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Igor Klimenko thông tin rằng một số cảnh sát đang bị thương trong tình trạng nguy kịch. Tính đến đầu giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11 theo giờ địa phương, các quân chức Ukraine vẫn chưa tiết lộ địa điểm cảnh sát nào bị nhắm trúng mục tiêu. Trước đó, Thống đốc khu vực Kharkov Oleksiy Nebugov cho biết trên Telegram rằng thành phố đã bị tấn công bằng một tên lửa S-300 vào sáng thứ Sáu và bốn thường dân đã bị thương. Ông nói thêm rằng 20 tòa nhà chung cư và nhà riêng đã hư hại. Mặc dù S-400 và S-300 đều là tên lửa đất đối không, các chuyên gia Ukraine trước đây đã tuyên bố rằng Nga đang sử dụng tên lửa phòng không để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Về phần mình, hiện Moscow vẫn chưa bình luận gì về các cuộc tấn công gần đây. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã từng khẳng định rằng Nga chỉ nhắm tên lửa vào các địa điểm quân sự và liên quan đến quân sự. Ukraine chặn đứng Nga tại Chasipya, Torres Tờ Kyiv Independent dẫn lời người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến thuật Ukraine Luhansk Anastasia Popovnikova cho biết, quân đội nga đã không thể vào các thị trấn Chasiv và Torez ở Donetsk Oblast và đường truyền liên lạc đã được ổn định. Phát biểu trên truyền hình quốc gia Ukraine vào ngày 1 tháng 11, bà Popovnikova cũng bác bỏ tuyên bố của nga cho rằng hai thị trấn này đã bị lực lượng của Moscow chiếm giữ. Bà cũng khẳng định hiện tại họ không có lợi thế ở những thị trấn này. Theo người phát ngôn. Quân đội nga chưa kịp đào qua kênh Sivac Donetsk Donbass ở Chasipya nhưng đã di chuyển đến đó theo các nhóm nhỏ để cố gắng giành được chỗ đứng. Mục đích của những hành động như vậy là tiến công càng nhiều càng tốt trước khi tổng lực tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy đã bị máy bay không người lái của chúng tôi phát hiện và nhắm mục tiêu. bà Bobov Nikova cho biết Torres và Chasipya đã trở thành một trong những điểm nóng nhất ở khu vực Donetsk Olaf trong những tháng gần đây khi quân đội nga tiếp tục tiến vào phía đông Ukraine. Thành phố Yar thuộc tỉnh Donetsk nằm dưới sự kiểm soát một phần của Nga kể từ khi lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Kana phía đông vào tháng 7, thiết lập kênh đào Sivek Donetsk Donbass làm tiền tuyến mới. Tính đến giữa tháng 10, Kyiv kiểm soát khoảng 40-50% đến trong khi Nga đã chiếm được phần còn lại. Việc mất Torres và Chasipya đã tiếp tục là đòn dáng vào lực lượng của Ukraine tại Donetsk, sau khi lực lượng của họ phải buộc rút khỏi Vuleda ở phía nam vào đầu tháng trước. Lực lượng Nga cũng tiếp tục tiến về Kurakhov và Poros, một trung tâm hậu cần quan trọng cách Torez khoảng 50 km, 30 dặm về phía Tây. Ukraine giải mìn chưa từng có tại Selidovo Ngày 2 tháng 11, trang thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho biết quân đội Ukraine đã có thể phủ mìn trên diện rộng khi rút khỏi Selidovo thuộc khu vực Donetsk, trong đó bao gồm cả nhà riêng và tòa nhà trung cư. Khi chạy trốn khỏi Selidovo, quân Ukraine đã cố gắng giải mìn mọi thứ trên đường đi của họ, nhà riêng, sân sau, cơ sở hạ tầng xã hội, tòa nhà trung cư, nguồn tin cho biết. Theo lực lượng an ninh, việc ra phá bom mìn trong thành phố có thể mất tới vài tháng. Trước đó, vào ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc cánh quân trung tâm đã giải phóng thành phố Selidovo thuộc Donetsk. Cơ quan này cũng công bố video cho thấy phương tiện quân sự Nga di chuyển tự do tại Selidovo, trong khi các quân nhân treo quốc kỳ và cờ chiến thắng tại một số địa điểm ở trung tâm thành phố. Một ngày trước đó, nhà phân tích quân sự Julian Ropke của tờ báo Đức View cho biết, mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam khu vực Donetsk đang suy sụp. Ông cũng nói rằng thành phố Selidovo đã bị chiếm. Thành phố Selidovo, hay còn gọi là Selidov, có diện tích hơn 11 km vuông, dân số trước chiến sự là hơn 21.000 người. Đây được ví như chốt chặn phía đông nam của Poros, đô thị trọng yếu do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Giành được Selidovo, quân đội Nga sẽ tiến thêm bước đáng kể trong chiến dịch nhằm vào Poros. Chiến sự Ukraine có thể giảm nhiệt nếu ông Trump trúng cử Cựu đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Ukraine, Chris Volker, cho rằng ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump nếu thắng cử có thể yêu cầu Nga rút quân khỏi vùng hoạt động quân sự đặc biệt ngay trước khi ông ta nhậm chức. Ông Volker tin rằng cựu lãnh đạo Nhà Trắng có thể gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và yêu cầu rút quân, chẳng hạn như trước ngày 20 tháng 1, ngày Tổng thống Mỹ mới nhậm chức. Ông Trump sẽ không thực hiện bước đi như vậy ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11, mà là thời điểm sau đó. Ông Volker cũng kêu gọi suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra sau năm 2025 khi xung đột tại Ukraine có thể chấm dứt. Ông Trump đổ lỗi cho Tổng thống Ukraine khơi mào xung đột Ông Trump cho rằng tổng thống Ukraine Zelensky phải chịu trách nhiệm cá nhân khi khơi mào xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine lẽ ra không bao giờ nên cho phép điều này bắt đầu. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng điều này không có nghĩa là ông không muốn giúp đỡ Ukraine. Cùng với đó, ông Trump cũng gọi tổng thống Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất. Mỗi lần anh ấy xuất hiện, chúng tôi đều đưa cho anh ấy 100 tỷ đô la. Ai trong lịch sử đã nhận được số tiền như vậy? Ông Trump nói. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng ông Trump nếu thắng cử sẽ không thể thuyết phục Kiev nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận nguy cơ Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev sau khi ông Trump trúng cử tổng thống. Có những rủi ro, đó là lý do Ukraine có kế hoạch nội bộ riêng và cách củng cố sức mạnh của mình. Sẽ vô cùng khó khăn trong tương lai, ông Zelensky nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Zelensky nói thêm rằng cựu lãnh đạo Mỹ không thể trực tiếp nói về ý định ngừng giúp đỡ Ukraine nếu trúng cử. Nga đột phá hướng vào Kurakovo. Kênh Riba đưa tin quân đội Nga thực hiện một số cuộc tập kích vào các mục tiêu ở khu vực hậu phương tại mọi mặt trận, bao gồm cả việc phá hủy cơ sở của Bộ Nội vụ Ukraine ở Kakhov. AFU đáp trả bằng việc thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Ukraine ở khu vực Stavropol. Một UAV đã đâm vào một tòa nhà dân cư ở Pryan. Tại hướng Nam Donetsk, quân đội Nga đã kiểm soát Novokrenka, Yesnapoliana và đánh bật các đơn vị phòng thủ FU khỏi vùng ngoại ô phía Tây. Kênh Ari Volkori thông tin, quân đội Nga đã đột nhập Maximovka giữa Ukleda và Kurakovo. Theo hướng Ukleda, tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Maximovka và Chudovo. Trên thực tế, giao tranh đã áp sát Uspenovka, có hai hướng tương đối thuận tiện để đến Kurakov từ phía Nam, đó là Ekaterinovka cũng như Uspenovka. Nhà phân tích người Ukraine Bogdan Miroslikov viết, Địa hình của khu vực này rất phức tạp với nhiều con sông và đầm lớn, xen kẽ là đầm lầy. Trước đây, địa hình có thể là trở ngại đáng kể, nhưng bây giờ thì không. Phía Nga sẽ cố gắng tiếp cận Konstantinovka. Nếu thành công, họ sẽ khép lại vòng vây với Kurakhov. Ông Miroshnikov nhận định. Kiểm soát thị trấn chiến lược vùng Donetsk Theo CNN, Nga vừa công bố đã kiểm soát thị trấn Selidov nằm ở phía đông nam thành phố Poprovs trong khu vực Donetsk. Đây là điểm chiến lược quan trọng trong các đợt tiến công của Nga ở miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga đã liên tục tấn công Selidov trong những tuần gần đây. Thị trấn này đóng vai trò là một căn cứ phòng thủ quan trọng của Ukraine để ngăn chặn bước tiến của Nga vào Poprovs. Hiện Ukraine chưa bình luận chính thức về tuyên bố của Nga Tuy nhiên, phát ngôn viên của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 cho biết Selidov đã bị tấn công từ nhiều hướng trong hơn một tuần qua với lực lượng Nga tăng cường từ khu vực phía Bắc Poprovs. Ông nhận định, đối phương không phá hủy cơ sở hạ tầng có thể nhằm giữ thị trấn như một căn cứ tiềm năng trong tương lai. Cùng thời điểm, các thành phố Ukraine phải hứng chịu các cuộc tấn công không kích của Nga. Tại Kharkiv, Kyrgyz và thủ đô Kiev, ít nhất 9 người thiệt mạng và 46 người bị thương do các cuộc tập kích. Riêng Odessa, một người đàn ông 71 tuổi tử vong do mảnh vỡ sau khi một tên lửa Nga bị chặn trên không. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra căng thẳng tại miền đông Ukraine với các mũi tiến công của Nga gia tăng nhằm tạo thế áp đảo về mặt trận chiến lược. UAV Nga chặn đứng đường truyền quân của Ukraine tại Kharkov theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm 1 tháng 11 theo giờ địa phương rằng một đội máy bay không người lái tấn công UAV thuộc nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã ngăn chặn một cuộc luân chuyển quân qua đêm của quân đội Ukraine tại một cứ điểm ở vùng Kharkov. Bộ này cũng công bố một đoạn video cho thấy cảnh các nhà điều hành UAV của Nga đang làm việc một đội UAV đang làm nhiệm vụ của quân đoàn xe tăng cận vệ từ nhóm tác chiến phía Tây đã sử dụng máy bay không người lái tấn công để phát hiện những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang tiếp cận các vị trí vào ban đêm. Những người điều khiển UAV đã thả thuốc nổ từ máy bay không người lái và đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, bộ này cho biết trong một tuyên bố. Nhóm UAV của Nga đã ngăn chặn nỗ lực chuyển quân của quân đội Ukraine tại một trong những căn cứ chính của họ ở vùng Kharkov, báo cáo cho biết lính tinh nhuệ nga tổn thất nặng nề ở ukraina tờ ukraine form đưa tin các đơn vị quân sự tinh nhuệ của nga đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến với ukraina lực lượng đặc nhiệm nga một trong những đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất của nga đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng ở ukraina báo cáo cho biết cần lưu ý rằng lực lượng đặc nhiệm ban đầu cần được sao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bao gồm cả việc loại bỏ giới lãnh đạo Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là trong cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, nỗ lực loại bỏ Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo Ukraine đã thất bại. Do đó, Moscow vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ trong chiến tranh. Đặc biệt, họ được nhìn thấy trong các hoạt động gần đây gần Mariupol, Kherson, Liman và Kharkiv. Theo The National Interest, bốn trong số năm lữ đoàn lực lượng đặc nhiệm của Nga đã chịu tổn thất đáng kể vào cuối mùa hè, đặc biệt một trong số họ chỉ có 125 binh sĩ đang hoạt động trong số 900 người được triển khai. Điều này ngụ ý rằng đơn vị này đã mất gần 90% quân số chiến đấu. Theo báo cáo, người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tòa nhà được gọi là Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ở thành phố Gudermes. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.